cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng vào bếp nha. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu cho cả nhà một món bánh mì rất là hot trong thời gian vừa qua, đó là một món bánh mì bơ tỏi phô mai Hàn Quốc các bạn nha. Đó, rất là thơm với vị bơ tỏi bên ngoài vỏ bánh các bạn, bên trong là vị phô mai béo béo thật ngọt chua chua dịu dịu, ăn rất ngon cả nhà nha. Nó tuyệt vời luôn cả nhà ơi, món này ăn rất là ngon nha và làm cũng không có khó các bạn cả nhà nha. Rồi chúng ta cùng vào bếp nào. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là 300 g bột mì các bạn nha. Đó, các bạn thấy là bột mì số 11 các bạn. Rồi đường chúng ta sẽ có là 40 đến 50 g đường cả nhà nha. Một men các bạn sử dụng khoảng 4 g nha. Một quả trứng gà. Rồi cùng 100 ml nước cả nhà nha. Và 30 g bột sữa các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có bơ cả nhà bạn nha, là khoảng 30 đến 40 g. Rồi cùng 1-2 g muối cả nhà nha. Thì nếu bạn nào mà có sữa tươi á thì mình khỏi cần nướng với bột sữa các bạn nha. Đó, là mình dùng khoảng cỡ 120 ml sữa tươi các bạn. Còn nếu mình không có thì mình sẽ dùng 100 ml nước cùng với 30 g bột sữa cả nhà nha. Đó. Rồi đầu tiên mình sẽ cho đường cùng với nước vào và mình sẽ cho vào lò vi ba để cho cái đường với nước nó nóng lên. Đó, mình để khoảng tầm 30 giây thôi các bạn, cho nước nó nóng khoảng tầm 40-50 độ á. Sau đó mình sẽ cho men vào, thì men gặp nước nóng cộng với đường á, cộng hưởng nhau nó sẽ mau lên men như cả nhà nha. Rồi nước này ấm ấm các bạn, ấm ấm nóng đó. Bây giờ mình sẽ cho men vào cả nhà nha. Khuấy lên mình sẽ để khoảng 15-20 phút á, để cho men nó nở các bạn. Đó, gặp nước nóng cộng với đường nó sẽ mau nước mau nở cả nhà nha. Mình đã có lần giới thiệu cho các bạn cái bài mình làm mình bỏ bánh bao á. Men muốn nhanh thì phải dùng cái này cả nhà nha, nếu không phải đợi khá lâu các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị mình trộn bột các bạn nha. Thì mình sẽ đập sẵn vỏ trứng, lát mình sẽ trộn bột chung với trứng với men các bạn nha. Thì công thức này mình sẽ làm theo cái bộ bánh hay giống kiểu bánh hoa cúc các bạn. Thì bánh nó sẽ không có giòn nhưng mà bù lại nó sẽ có vị bơ bên trong nó béo rất là thơm các bạn nha, ăn rất là mịn luôn, ngon hơn. Còn nếu bạn nào không có bơ thì có làm bánh mì theo kiểu truyền thống mình á, là sẽ giòn bên ngoài hơn, nhưng mà nó sẽ không có mịn và hơi khô đó các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu trên vào máy trộn bột thôi. Mình sẽ cho bột mì vào nha. Đó, bột mình đã rây các bạn. Đó. Rồi, mình cho cùng với bột sữa nha. Rồi. Thì nếu bạn nào không có máy thì có thể dùng tay cũng trộn cũng được nha các bạn nha. Đó, cái máy thì mình tiện hơn thôi. Đó, mình cho nguyên liệu như bột sữa nè, muối nè, trứng nè, cùng với cái hỗn hợp đã lên men các bạn. Đó, men với đường với nước á, với bột sẽ cho vào, nó đã lên men thấy không, rất là nhanh nha. Khi ủ sẽ nhanh hơn các bạn, ủ mình cái gần nửa tiếng thôi. Nếu bạn nào mà không có lên men sớm thì sẽ ủ khoảng lâu hơn 1-2 tiếng trở lên các bạn nha. Môi trường ấm khoảng 30-33 độ thì men sẽ lên rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái trứng vào, mình cái trộn bột vào, mình sẽ bắt đầu trộn các bạn nha. Trộn cho hỗn hợp nó quyện vào nhau và nó mình xào và mình không phải dính là ok các bạn. Rồi khi mà hỗn hợp này nó đã gọi là quyện vào nhau rồi đó, nó đã bột hòa với phần nước phần men rồi, thì mình sẽ cho bơ vào cuối cùng các bạn nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho bơ vào các bạn. Thì nếu mình dùng vào tay á, thì sẽ nhồi khá là mệt, thì phải dùng bơ lạnh lạnh nữa thì nhồi vào bên trong á, khi mình làm bánh á, thì bơ nó sẽ hút vào bên trong thì ăn sẽ rất là béo các bạn. Đó, rất là ngon. Đó là cách làm bánh mì hoa cúc các bạn nha. Đó. Thì nếu dùng máy thì làm bánh hoa cúc sẽ ngon hơn là dùng tay các bạn. Dùng tay thì mình chỉ cần nhào bột thường thì ok hơn.
Rồi mình sẽ đánh cho bơ nó quyện với hỗn hợp men và bột là ok các bạn nha. Ok, rồi sau khoảng 10 phút thì mình xào vào, mình đã không thấy dính tay tức là ok rồi các bạn nha. Giờ mình sẽ lấy máy ra và mình sẽ chuẩn bị trộn bột. Mình sẽ nặn bột và mình sẽ ủ bột các bạn nha. Ủ cho nó nở lên gấp đôi là ok. Và sau đó mình sẽ tạo hình và sẽ ủ theo lần thứ hai là chuẩn bị mình nướng thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cho bột vào. Thì các bạn có thể lót bên dưới một lớp silicon đó để nhào bột dễ hơn. Không có thể các bạn hay lát bột mì cũng được nha các bạn nha. Thì các bạn lựa chọn nha. Còn từ một cái miếng silicon nó sẽ mau nhào nhào bột hơn các bạn. Mà tiện hơn, không dơ cái sàn với dơ cái gạch ở dưới nữa. Rồi, bột ấm ấm các bạn đó. Bây giờ mình sẽ nhào bột cho nó chắc lại. Và mình sẽ ủ thêm nửa tiếng nữa các bạn nha. Nhào cho nó mịn, giòn ngoài các bạn. Ok, bây giờ bột đã mịn rồi đó, mình đã nhào xong, bây giờ mình sẽ ủ các bạn nha. Mình dùng lát tiếp mình bịch lại, ủ khoảng nửa tiếng cho nó nở gấp đôi là mình sẽ tạo hình thứ hai các bạn nha. Mình ủ tiếp là mình chuẩn bị nướng thôi. Và trong khi thời gian ủ nửa tiếng thì mình sẽ chuẩn bị làm phần nhân các bạn nha. Mình sẽ có là lim chi. Mình sẽ có 100 g lim chi. Đây mình sẽ để đi sống cho nó nở ra, và bây giờ 35 ml nhân cream cùng với đường khoảng 10-15 g nha các bạn. Và một muỗng nước chanh các bạn nha, hoặc thêm bằng nước giấm cũng được các bạn nha, tùy các bạn chọn nha. Giấm thì sẽ chua hơn á. Rồi bây giờ mình sẽ trộn hỗn hợp này với nhau và mình sẽ đánh các bạn, đánh cho nó đều ra nha. Ok, thì mình đánh khoảng tầm khoảng 3 đến 5 phút các bạn, thì khi mình thấy hỗn hợp nó đã nguyện sệt với nhau đó là ok các bạn nha. Đó. Điều kia các bạn có thể để cho nó mềm thì khi đánh sẽ dễ hơn các bạn nha, hoặc các bạn có thể cho nó nung chảy trong lò mì sống á, sẽ mau mịn hơn và mau mềm hơn. Ok, sau khi hỗn hợp đã xong mình sẽ cho vào một cái tô và mình sẽ để vào ngăn lạnh các bạn nha, để cho nó cứng lại, mình để mình lúc mình bắp kem nó sẽ dễ hơn. Rồi hỗn hợp đã xong rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ chuẩn bị mình lấy ra nha. Ok, về hỗn hợp bơ tỏi mình sẽ có khoảng 80 đến 100 g bơ các bạn nha. Rồi cùng khoảng cỡ 30 lít sữa đặc, cùng khoảng 40 g tỏi băm các bạn nha, cùng 2 muỗng mật ong và nửa muỗng lá thym các bạn nha, cùng 1 g muối và một cái trứng gà cả nhà nha. Ok. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình cho hỗn hợp trên vào một cái chảo, mình sẽ nung cái phần bơ cho nó chảy ra các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho tỏi vào phi thơm. Đó. Các bạn phi thơm thấy mùi tẩm tỏi mà nó thơm lên là ok các bạn nha, đừng để phi lâu quá sẽ cháy tỏi các bạn nha. Ok, sau khi bơ đã tan thì mình sẽ chuẩn bị cho nguyên liệu còn lại vào như là trứng nè, muối nè, rồi đường nè, mật ong các bạn nha, cùng với lá thym, lá parsley đó. Nó thơm các bạn. Rồi trộn lên là xong các bạn nha.
Ok, rồi bây giờ mình sẽ đổ hỗn hợp này ra, mình sẽ để nguội các bạn nha. Đó, các bạn có thể để lạnh để sử dụng từ từ cũng được các bạn nha. Đó, rất thơm và ngon, mùi bơ và tỏi các bạn. Tuyệt vời lắm các bạn nhận các bạn ơi. Ok, bây giờ sau nửa tiếng thì bánh đã phình lên rất là to các bạn thấy không? Đó, nó nở ra gấp đôi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra và mình sẽ tạo hình. Đó, các bạn muốn lớn nhỏ thì các bạn chia nha. Mình sẽ chia làm ba. Đó, cho nó lên lên lớn lên tí xíu để mình khi mình làm bánh á, mình sẽ cho cái rim chi vào nó sẽ ngon hơn các bạn nha. Còn bạn nào muốn nhỏ hay tách làm 4 làm 5 nó tùy các bạn nha. Ok, rồi mình sẽ cắt làm ba bằng nhau rồi mình sẽ tạo hình các bạn nha. Hình hình để các bạn hình tròn là hay nhất tại vì nó sẽ đẹp nhất. Mình sẽ phân cái dễ hơn các bạn nha. Rồi các bạn có thể dùng tay các bạn vê cho nó mịn cái bột thì lúc lên hình nó sẽ đẹp hơn các bạn nha. Rồi các bạn lo bánh này nó đã có lớp bơ bên trong nó không dính tay các bạn nha. Đó, nên mình cứ vê thoải mái thôi. Rồi mình sẽ ủ thêm khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng nữa các bạn nha, cho nó nở ra rồi mình sẽ bắt đầu nướng các bạn nha. Ok, rồi sau gần 2 phút thì bánh cũng đã nở khá đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lò nướng, rồi mình sẽ chuẩn bị với nến, rồi mình sẽ cho bánh vào các bạn nha. Bánh vào mình sẽ chuẩn bị nướng các bạn. Đó. Bánh nào mà sợ cháy á, thì có thể xịt một lớp nước lên trên, đó, chiếc lớp nước lên trên nó bánh sẽ không bị cháy các bạn nha. Rồi mình sẽ nướng tùy theo cái loại các bạn, nướng khoảng tầm 180-200 độ các bạn nha. Nướng khoảng 15 đến 20 phút đầu tiên. Sau đó mình sẽ lấy ra, mình sẽ quét bơ, mình sẽ cho hỗn hợp kim chi và phần bơ tỏi á. Và mình sẽ nướng thêm 15 phút nữa, tổng cộng khoảng cỡ hơn nửa tiếng các bạn nha. Là xong cái phần bánh này. Đó, tại bánh này bánh hoặc hoa cúc nên nướng sẽ lâu hơn các bạn nha. Ok, trong khi chờ đợi bánh nướng thì mình sẽ lấy cái phần lim chi lạnh ra, mình sẽ chuẩn bị cho vào một cái bát bông kem các bạn. Đó, để mình lát mình bóc bát sẽ dễ hết các bạn nha. Ok, sau khoảng cỡ hơn 10-15 phút thì mình sẽ lấy bánh ra, mình sẽ cắt và để mình tạo hình cho các bạn. Đó. Các bạn nào mà muốn cho nó chín hẳn cũng được tùy các bạn nha. Còn mình có thể thấy là mình mới chín tới đó, mình sẽ lấy ra cắt ra trước. Đó. Bạn nào mà muốn cho nó màu kiểu như vàng mà vàng nó hơi cháy thì các bạn để lửa lớn xíu nha. Đó. Với lại dạng bánh hoa cúc này thì nó sẽ không có cháy đậm nhiều như cái bánh dạng bánh bình thường các bạn nha. Đó. Mình phải chế thêm cái lớp trứng đồng đỏ đó thì sẽ lên màu vàng đẹp hơn các bạn nha. Ok thì các bạn mình sẽ cắt để mình đưa phần nhân vào phần bơ tỏi bên ngoài các bạn nha. Thì các bạn hãy cắt làm 4, làm 8 hoặc làm 6, thường là ở ngoài hay làm 6 là đẹp nhất các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, phần bơ bên trong á, nó dạng giống cái nền hoa cúc đó các bạn. Đó, bơ sẽ tích bên trong, đó, rất là ngon các bạn, béo lắm. Lát mình sẽ cho thêm lim chi nữa, trời ơi, tuyệt vời luôn các bạn. Rồi mình sẽ cắt thêm hai cái lát nữa nha các bạn để tạo thành hình hình sáu mà, đó, 6 miếng đó. Sau khi cắt xong mình sẽ cho cái lim chi vào các bạn nha. Đó, mình sẽ mở cái phần vỏ bánh ra, mình sẽ cho lim chi vào các bạn. Thì các bạn có thể cho lim chi vào lúc này ăn rất là ngon các bạn nha. Lát nó sẽ thấm vào bên trong cái vỏ bánh nhân trong á. Không các bạn muốn ăn cho nó lim chi nhiều hơn béo hơn thì các bạn có thể nướng nướng xong á trang trí thêm lim chi ngoài cũng được các bạn nha. Đó, tùy các bạn nha, bằng béo hay không béo. Đó.
sau khi mình cho đêm chi vào xong mình sẽ quét phần bơ tỏi bên ngoài nữa. Đó, quét càng nhiều sẽ càng thơm bạn nha. Ok, sau khi mình đã cho phần rim chi vào bên trong thì bây giờ tiếp tục mình sẽ quét phần bơ tỏi bên ngoài. Đó, các bạn quét càng nhiều càng thơm. Đó, còn không các bạn hãy chia ra 5-10 phút sau khi mình nướng một lần thì mình lấy ra quét thêm lần nữa. Đó, sẽ càng thơm càng ngon nữa các bạn nha. Đó. Ok, sau khi mình đã cho rim chi và mình đã quét bơ tỏi xong, bây giờ mình sẽ nướng lần hai các bạn nha. Thời gian cũng vậy, 15-20 phút nha các bạn nha. Đó. Tổng thời gian là có thể khoảng từ dao động từ 30 phút đến 40 phút các bạn nha. Đó. Ok, nhiệt độ vẫn vậy, các bạn có thể tăng lên hơn 200 độ cũng được các bạn nha, khoảng 220 đó. Đó. Rồi ok. Đó, các bạn xem đẹp không các bạn? Đó, sau thời gian hơn 15-20 phút trôi qua tổng thời gian thì chúng ta đã có một cái bánh mì bơ tỏi phô mai cực kỳ tuyệt vời các bạn. Đó, ngon không? Mình đã trang trí thêm một lớp cream cheese để ăn cho nó béo nữa các bạn. Đó, tuyệt vời nha. Hay, thấy chưa? Cả nhà xem ngon không? Trời ơi, với lớp vỏ thơm lừng bơ tỏi giòn giòn bên trong là phô mai bé béo chua chua và ngọt, ăn rất tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình sẽ mở thử ra bên trong xem như thế nào, cả nhà cùng xem cùng thưởng thức nha. Bây giờ mở thử cái nào. Tên 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 tên. Trời ơi, ngập mặt phô mai luôn cả nhà ơi, béo quá béo luôn, ngon ngọt chua chua. Trời ơi, ăn là ghiền luôn cả nhà ơi. Còn chờ gì mà không vào bếp thực hiện ngay món ăn bánh mì phô mai bơ tỏi này, nó khó chen nè. Giờ này bước lớp nghĩ ra món bánh này rất là ngon cả nhà, rất tuyệt vời luôn cả nhà nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh mì bơ tỏi phô mai này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Nhớ đừng quên nhấn like, đăng ký và share cả nhà nha. Bye bye.